Tử vi tuổi Tân Tỵ 2001 tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ai trong cuộc sống cũng mong mình gặp được nhiều may mắn, tận hưởng cuộc sống bình yên bên người thân yêu. Có những người từ nhỏ đến lớn luôn gặp khó khăn, dù họ cố gắng cách mấy cũng không cải thiện được bao nhiêu. Tuy nhiên, tử vi học có nói không ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khổ ba đời. Mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng vào một giai đoạn nhất định trong cuộc sống. Quan trọng, chúng ta luôn biết cố gắng với mục tiêu mà mình đã đặt ra. Lạc quan, trân trọng cuộc sống hiện tại thì sẽ đạt được những thành quả như bản thân mình mong muốn. Tử vi tháng 11 âm lịch chỉ ra rằng tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 sẽ mắc phải những sai lầm nghiêm trọng, khiến bản mệnh không chỉ kém may mắn về tiền bạc, công việc và sức khỏe mà còn khó đạt được mục tiêu đã đề ra trước đó. Để biết được cụ thể vận trình tử vi tháng 11 của tuổi Tân Tỵ sẽ có cơ hội và may mắn trên phương diện nào, sẽ có hạn gặp phải trong những khoảng thời gian nào, những người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 có cách nào để hóa giải được vận hạn, đón lành, tránh dữ, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát đi tìm hiểu nội dung ngay sau đây. Quan tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, tức ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu âm thổ khắc địa chi Tý dương thủy, tức chi khắc can, thủy, thổ, là ngày cát trung bình, chế nhật. Nạp âm phích lịch hỏa, tháng thuộc hành mộc khắc hành thổ. Tháng Tý lục hợp sửu, tam hợp thìn và thân thành thủy cục. Xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu, tuyệt tỵ. Đối với người tuổi Tân Tỵ trong tháng 11 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 11, tức ngày 22 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 11 năm 2020, tức ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ. Đây là ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc không cần, nên không vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Tân Tỵ trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch 29 tháng 11, tức ngày 12 tháng 1 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 11, tức ngày 31 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân. Thứ ba là ngày âm lịch mùng 5 tháng 11, tức ngày 19 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Bình Thân. Đây là ba ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Tân Tỵ. Tháng 11 âm lịch, Mậu Xung Thổ gặp Tỵ âm hỏa nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Tân Tỵ trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình.
tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, bản mệnh cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phận lòng những người xung quanh mình. Trong tháng này, các gia chủ Tân Tỵ sẽ cần chú ý ngày âm lịch 20 tháng 11 năm 2020, tức ngày 3 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng ký tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, giúp gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ, sự nghiệp của tuổi Tân Tỵ. Tuổi Tân Tỵ 2001, số đông là người có mạng sống tự lập, không thích dựa dẫm hay ỷ lại vào người khác, có ý chí gây dựng sự nghiệp nên tạo được công danh vững vàng. Tuy nhiên, khi còn trẻ, sẽ gặp rất nhiều chuyện không mong muốn. Với những gia chủ Tân Tỵ đang ngồi trên giảng đường, tháng này không phải tháng may mắn của bạn trong cả việc học tập và giao tiếp. Bạn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp thu, tìm hiểu các vấn đề từ thiện, các bài giảng trên lớp, điều đó khiến bạn dần chán nản và nhu trí. Nếu không tự bản thân mình cố gắng, nỗ lực mà chỉ trông chờ vào người khác thì bạn sẽ sớm bị tụt lại phía sau. Ngoài ra, tuy bạn đã quen với môi trường mới, có một vài người bạn thân thiết, nhưng bạn chưa thật sự mở lòng với họ. Bạn nhút nhát và không giỏi giao tiếp. Chính điều này đã thấy bạn ngày càng xa rời tập thể. Việc Tân Tỵ cần làm trong lúc này là cố gắng hết sức trong học tập, mở lòng với bạn bè, cải thiện các mối quan hệ cũng sẽ giúp bạn trong công việc và sự nghiệp sau này. Với những người đã đi làm, tháng này sẽ rất mệt mỏi khi khối lượng công việc lên rất nhiều. Áp lực từ công việc sẽ khiến bạn nổi cáu với những người xung quanh. Nhưng đổi lại, bạn sẽ nhận được kết quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Để may mắn trong cuộc sống, hóa giải vận hạn, đạt được thành công, khuyên gia chủ Tân Tỵ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi. Tài lộc của tuổi Tân Tỵ. Trong tháng 11 âm lịch, tuổi Tân Tỵ sẽ có quý nhân giúp đỡ và đạt được những thành quả nhất định. Tài chính vì thế mà cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Việc bạn cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để may mắn và thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Tân Tỵ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, nạp tài, chiêu phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ, tình duyên của tuổi Tân Tỵ. Đối với Tân Tỵ sinh năm 2001, vận trình tình cảm trong tháng 11 không được tốt lắm. Nam mệnh đừng mất nhiều thời gian vào chuyện yêu đương mà hãy dành thời gian và tinh thần vào công việc. Thành quả thu được sẽ tốt hơn nhiều. Hơn nữa, bạn đừng cố mà bắt đầu một cuộc tình mới khi bản thân còn chưa sẵn sàng. Còn đối với nữ, mệnh tuổi Tân Tỵ, bạn là một người nhạy cảm trong chuyện tình yêu, luôn là người chịu nhiều thiệt thòi. Trong tháng này, tình cảm của bạn sẽ tốt đẹp và êm đềm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tử vi tháng này khuyên bạn không nên suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực, ngờ vực, suy đoán sẽ xảy ra, mâu thuẫn không đáng có. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, gỗ huyết long, tị, dậu, sửu. Vật phẩm còn là một pháp khí hộ thân, trang sức đeo tay, giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Sức khỏe của người tuổi Tân Tỵ. Trong tháng 11 âm lịch, người tuổi Tân Tỵ sức khỏe không được tốt do công việc, áp lực nhiều và bản mệnh hay suy nghĩ dẫn đến sức khỏe và tâm trạng không được thoải mái. Nhắc nhở tuổi Tân Tỵ cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe sao cho thật tốt.
bạn có thể dễ dàng cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Ngoài ra, bạn cần chú ý, mặc dù ít ốm đau bệnh tật nghiêm trọng, nhưng khó tránh bị té ngã, tai nạn trong lúc làm việc. Đừng cậy sức trẻ mà thức quá khuya, kiêm nhiệm quá nhiều việc cùng lúc, mệnh chủ đổ bệnh lúc nào không hay. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Tân Tỵ cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kết tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát vừa chia sẻ với anh chị và các bạn về vận trình của tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Nhìn chung mọi phương diện đều khá ổn định, nhưng gia chủ tuổi Tân Tỵ là người khá nhạy bén, thông minh, duy trì sự nhanh nhẹn ấy lại khiến bản mệnh rơi vào trạng thái sôi hỏng, bỏng không. Làm nhiều mà hỏng nhiều, thất thoát tiền bạc nhiều trong tháng 11 âm lịch này. Để may mắn, thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo, được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm Linh Viện lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là những gia chủ tuổi Tân Tỵ trong tháng 11 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.